nhà nha. Các bạn ơi, bữa nay gia đình của mình mới đi chợ về mua được mấy cái bịch mà cúm dẹp nè các bạn. Một bịch gì nè các bạn thì người ta bán 2 đồng mấy đó. Cả nhà thấy ngon không? Tại vì các bạn biết sao, lâu lâu á nhà thèm cúm dẹp đó, nên mua được 3 bịch. Ăn cái này cũng tốt bao tử lắm đó cả nhà. Loại các bạn, loại này là cái loại trắng nè. Còn một loại nữa thì nó màu xanh, xanh lá dứa. Chắc mình nghĩ nhà ăn 2 bịch, 3 bịch thì nhiều quá. Thơm lắm các bạn nhỉ. Mua được mấy bịch cơm dẹp quay cho các bạn xem cho vui. Ăn rất là ngon nha cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.